nhắc nhở nhau rằng là cho dù bạn không có đồng ý quan điểm của bất cứ người nào, bạn cũng không có đồng ý một trong hai đảng mà hiện đang có, bạn muốn có một cái đảng gọi là chiến dịch thanh đình chi nữa, thì trong bổn phận của bạn là người con dân Chúa, bạn phải đi bầu cử. Vậy thôi. Đừng có ăn nhà, phải đi bầu cử. Và thứ bạn cha, nếu bạn cha không làm điều đó trong 4 năm qua, năm nay nên đi bầu cử. Và người ta tiến đoán rằng năm nay là năm người ta đi bầu cử rất đông. Bởi vì người ta muốn thấy sự thay đổi. Cũng chưa biết ai sẽ là người tranh tổng thống trong tương lai. Nhưng điều mà giáo hội Baptist Long Phương đang nhắc nhở chúng tôi các mục sư để nhắc nhở các tín hữu là phải đi bầu cử, phải có tiếng nói của mình, và hãy còn về để mình chọn một người có lòng kính sợ Chúa. Đó là điểm ưu tiên hàng đầu. Có được điều đó thì sẽ giúp đỡ rất nhiều cho đất nước Hoa Kỳ chúng ta trong 4 năm tới. Xin Chúa ở cùng mọi bạn cha, để rồi những điều chúng ta học nó không phải là chỉ trong mối liên hệ của vợ chồng hôn nhân, nhưng mà chúng ta thấy rằng một xã hội nó cần có bắt đầu từ một cái chỗ là một cá nhân, rồi là cá nhân đó nó đưa đến một cặp vợ chồng là gia đình, rồi gia đình có con cái thì đóng góp vào trong xã hội, thì cuối cùng mới có một xã hội. Nhưng mà nhiều gia đình mà hợp lại thì là một sức mạnh của hội thánh Chúa, cộng đồng ở đó. Cho nên xin Chúa dùng mọi chúng ta để làm điều đó trong cuộc bầu cử năm nay. Chúng ta đã có chúc mừng. Mời anh em cùng đứng lên. Cùng là đến với Chúa.